Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, phim Giật Vấn 4 vừa ra mắt ngày 20 tháng 12 với nhiều trường đoạn hành động khác nhau. Sau một ngày công chiếu, phim đã đạt doanh thu trên 100 nhân dân tệ. Và sau bộ phim này thì nam diễn viên Trần Tử Đan có chia sẻ rằng sẽ dừng đóng phim võ thuật Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé. Trần Tử Đan nói sẽ ngừng đóng dòng phim võ thuật Trung Hoa. Tài tử Trần Tử Đan sẽ từ giã võ thuật Trung Hoa sau khi đóng xong phim Giật Vấn và sẽ tìm một người kế nghiệp anh. Thưa quý vị và các bạn, trên một tờ báo, Trần Tử Đan nói sẽ ngừng đóng dòng phim này, xong sẽ vẫn tiếp tục tham gia các thể loại dòng phim khác để nuôi gia đình. Phim về võ thuật Trung Quốc tôi đóng đủ rồi, tôi mượn Giật Vấn 4 để nói lời từ biệt. Trong 35 năm làm nghiệp diễn, Tử Đan gây dựng tên tuổi qua nhiều tác phẩm đề tài võ thuật truyền thống của Trung Quốc như là Thái Cực Túy Quyền, Tinh Võ Môn, Hoàng Phi Hồng, đặc biệt là các loạt phim Giật Vấn. Thưa quý vị, Trần Tử Đan tìm được một thanh niên ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc để kế nghiệp mình. Võ công của cậu ấy rất cừ, rất có tiềm năng diễn xuất. Chúng tôi hy vọng có cơ hội để những người thích đóng dòng phim này đạt được thành công. Tài tử 56 tuổi đã chia sẻ như vậy. Nhiều ý kiến cho rằng thời đại của phim võ thuật Trung Quốc đã hết. Trần Tử Đan nói, anh không biết nhận xét này là đúng hay sai. Anh chia sẻ, tôi là người làm phim, chỉ có thể nỗ lực diễn xuất. Còn thị trường như thế nào đó là vấn đề của các đơn vị sản xuất, phụ thuộc vào lựa chọn của khán giả. Phim Diệp Vấn 4 ra mắt từ ngày 20 tháng 12 với nhiều trường đoạn hành động. Sau một ngày công chiếu, phim đã đạt doanh thu hơn 100 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 14,2 triệu đô la Mỹ. Trên diễn đàn của phim, tác phẩm được chấm 4,4 điểm trên thang 10 điểm, cùng đa số bình luận tích cực của khán giả. Nhiều khán giả nhận xét Diệp Vấn 4 là cái kết tốt đẹp cho một loạt phim gắn bó với sự nghiệp của Trần Tử Đan. Thưa quý vị và các bạn, vợ con cũng ủng hộ phim Giật Vấn của Trần Tử Đan. Ngày 14 tháng 12, gia đình Trần Tử Đan dự lễ ra mắt phim để gây quỹ từ thiện trên On. Tài tử cho biết con trai học taekwondo, song không hứng thú với nghề diễn. Vợ chồng anh cũng không ép con nối nghiệp bố. Nghề nghiệp sau này hào nhoáng, thực tế bị thương rất là nhiều. Tuổi càng cao tôi càng gặp các vấn đề sức khỏe, luôn phải áp dụng vật lý trị liệu. Đó là cái giá của diễn viên hành động. Trần Tử Đan đã chia sẻ như vậy. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Quý vị đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông để ủng hộ kênh cũng như để nhận những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Tạm biệt quý vị và các bạn và hẹn quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.